Em xin chào cô chú anh chị và mọi người nhé. Bây giờ em đang quay một cái lô đất giới thiệu để bán. Cái lô đất này nó thuộc đây cũng thuộc thôn 5 Trường Xuân luôn, thôn 5 hay thôn 4 gì đấy. Cái thế đất rất là lài, rất là bằng luôn. Đất thì không có sỏi đá này. Và hiện tại thì cái diện tích là được trên 8 sào. 8 sào mấy á, nhưng mà làm tròn 8 sào đi. Và hiện tại thì mới trồng kín cà phê, trồng sen vào. Cà phê mới trồng này. Cà phê này mới trồng được 2 tháng. Và trên bây hiện tại là còn có tiêu rất là nhiều. Tiêu thì năm nay cũng trái cũng rất là nhiều luôn. Đây. Bây giờ em đang di chuyển để đi xuống quay thực tế xem cái hồ nhá. Và em đang đi giữa rẫy đây. Đất thì không sỏi đá này. Tiêu thì năm nay chắc thu được tấn. Chủ nhà bảo thì 1,4 tấn, nhưng mà chắc đây thu chắc được tấn 3, tấn rưỡi chứ. Nhưng mà chủ nhà bảo tấn rưỡi, nhưng mà đây chắc thu được tấn 2, tấn 3 gì đấy. Bờ ranh là từ cái con đường đằng kia và vào qua cái đám cà của người ta đây. Cà phê mới trồng được 2 tháng, rất là đẹp. Giá chủ nhà đang đưa ra cái diện tích mà hơn 8 sào này á, là chủ nhà đưa ra giá là 750 triệu nhé. Còn thương lượng một tí và bớt lọc lá. Đây, như bụi tiêu này thì nó quá nhiều trái rồi. Tiêu. Thôi, phía dưới thì em không muốn xuống đâu, cho nên hồ nước thì mênh mông luôn. Với cái diện tích mà 8 sào 1 héc này thì nước thì không bao giờ thiếu. Đây, xung quanh là hiện trạng của cái cây trồng trên của mình đây. Từ cái vị trí này mà đi về đất này thì đất chưa làm sổ nha. Từ cái vị trí này mà đi về xã Nam Nà Giang á, thì nó khoảng tầm 6 km. Đi về Trường Xuân, đi về ngay chỗ đưa ra quốc lộ 14A á, là khoảng tầm 7 km. Đất thì rất là tốt. Đất thì không có sỏi đá này. Đây là cái con đường đi xuống này. Và quay lại là đường mình đi lên rẫy đây. Ở phía bên tay phải là cái lô đất của mình nhé. Cái lô đất rẫy này thì chủ nhà có làm một cái nhà tạm thôi để tránh mưa tránh nắng thôi, nhưng mà chỗ này thì cái đường giao thông á, là mình đi rất là thuận tiện, xe hơi gầm thấp gầm cao gì là đều đi được nhá. Cho nên là chỗ này thì nhà này thì mình sửa lại, hoặc là mình chở vật liệu vào là mình xây lại, đường xá thì rất là thuận tiện luôn. Cái lô đất rẫy của mình thì nó bám được cái con đường này là khoảng tầm 40 mét, bắt đầu từ cái xe máy này đi vòng xuống lại dưới kia đấy, qua cái bụi tiêu, qua cái bụi rầm rầm dưới kia đấy. Anh chị ai quan tâm thì inbox vô Zalo cho em nhé, 0986 053 153. Anh chị mà ở xa thì em ghi vị trí cho anh chị đi.